Công an huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra một vụ phá rừng pơ mu quý hiếm tại tiểu khu 1219 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Qua một thời gian kiên trì theo dõi mật phục tại khu vực núi Voi Kéo thuộc xã Chư Đờ Răm, huyện Krông Bông, tổ công tác của Công an huyện Krông Bông đã bắt quả tang một nhóm đang phá rừng. Nhóm này có 9 đối tượng, gồm Đỗ Văn Tiến, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Trường Giang, Đỗ Tiến Thụ, Nguyễn Hữu Dũng, Đỗ Xuân Hậu, Ngô Quang Chính, Nguyễn Vũ Sang và Ngô Quang Thêm, đều trú tại xã Chư Đờ Răm. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhóm này đang dùng 5 con trâu kéo 9 hộp gỗ quý pơ mu thuộc nhóm 2A với tổng khối lượng hơn 7 mét khối ra khỏi rừng. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ 4 xe mô tô, 1 cưa xăng và một số tang vật chứng liên quan. Đây là tiểu khu 1219 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Nhóm này khai nhận thường kéo nhau lên rừng nguyên sinh để khai thác gỗ, chủ yếu là săn gỗ quý pơ mu, mỗi đợt khoảng 5 đến 7 ngày, có sự phân công việc cụ thể cho từng người, và sau đó kéo gỗ ra tập kết rải rác dọc theo đường mòn trong rừng và ở khu dân cư thuộc thôn 1 xã Chư Đờ Răm, chờ các đầu nậu đến mua. Khi lên rừng cao thì thấy bìa thì bọn em nghĩ có gỗ pơ mu ở đó thì sau đó tụi em sẽ ở đó 2-3 ngày, sẽ được 4-5 phách. Sáng 29 bọn em về, tụi em dùng trâu kéo gú ở trên rừng về. Khi vận chuyển thì bọn em không gặp ai hết. Khi kéo về gần dưới vùng bằng thì bị công an bắt. Mở rộng khám nghiệm hiện trường ở tiểu khu 1219, tổ công tác còn phát hiện thêm 15 cây gỗ quý pơ mu đã bị khai thác với tổng khối lượng khoảng 32 mét khối. Từ nơi các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ về điểm tập kết có đi ngang qua hai chốt chặn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Bông. Thậm chí điểm khai thác gỗ trái phép đầu tiên chỉ cách chốt chặn của công ty này khoảng 200 mét. Thế nhưng không hiểu vì sao vẫn không được ai phát hiện. Trong thời gian qua thì nhiều cơ quan chức năng cũng như cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành cũng đã có sự vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, một số cái lực lượng có chức năng nhiệm vụ chính trong công tác quản lý bảo vệ rừng này, đặc biệt là đơn vị chủ rừng chưa triển khai quyết liệt, lợi dụng cái sự sơ hở của lực lượng quản lý bảo vệ rừng cũng như là các lực lượng chức năng trên địa bàn của một số đối tượng đã đưa người phương tiện vào khu vực tiểu khu 1219 để tiến hành khai thác gỗ pơ mu. Hiện Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc. Mày giờ thích thả bỏ bóp.